Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em. Video này em sẽ là chia sẻ cho quý cô bác anh chị mình cái cách chúng ta tải cái ví Binance cũng như là tạo một cái ví mới để chúng ta có thể là chuyển bi về khi chúng ta được KYC ha. Rồi, đối với những anh chị nào mà chúng ta là người cũ á, chúng ta đã từng khai thác bi rồi, đã từng tạo cái ví rồi, thì chúng ta có thể là không xem cái video này. Còn những anh chị nào mà đã khai thác lâu rồi nhưng mà chúng ta chưa có nắm nhiều về bi, cũng như chưa gõ về cái ví bi, cũng như chúng ta mới khai thác, chúng ta chưa có sử dụng cái ví bi, chúng ta chưa tải, chưa tạo, thì chúng ta nên xem cái video này ha. Đây là cái điều kiện cần thiết để sau này chúng ta có ví để chúng ta giữ bi anh chị nha. Đầu tiên á, thì chúng ta sẽ vào cái app bi giúp em ha, bi network. Hiện tại là hackathon, cuộc thi hackathon của Binetwork là đang đến cái giai đoạn cuối anh chị nha. Đây là một cái tài khoản mới. Đó, anh chị thấy. Thì đối với cái tài khoản này em mới có là xác minh số điện thoại nè, cập nhật họ và tên, cũng như là cái dòng tròn bảo mật, cũng như là cái thiết lập khóa thôi. Đó, bây giờ chúng ta mới là tạo cái ví bi và chúng ta lưu giữ cái cụm từ khóa như thế nào. Thì đây là cái giao diện chính của cái app bi. Chúng ta vào cái ba gạch ngang phía trên bên trái, anh chị vào cho em cái chữ là Binance nè, cái dòng thứ ba nè. Khi anh chị nhấp vào sẽ đưa anh chị đến cái giao diện như thế này. Chúng ta chọn cái chữ là đăng nhập vào Binance. Sẽ đưa anh chị đến CH Play hoặc là trên App Store ha, tùy theo chúng ta sử dụng cái hệ điều hành nào. Ở đây anh chị sẽ thấy chúng ta nhấp vào cái mục cài đặt giúp em nha anh chị. Và cái ví Binance này nó sẽ độc lập hoàn toàn với cái app bi của chúng ta. Tức là sao? Khi chúng ta đã có tài khoản rồi, cái tài khoản bi rồi, khi chúng ta đã có được cái ví Binance, có được cái cụm từ khóa rồi, thì sau này anh chị có thể đăng nhập cái ví Binance này bất cứ trên thiết bị nào và bất cứ ở đâu. Chỉ cần chúng ta có được cái cụm từ khóa đăng nhập vào là ok anh chị ha. Bây giờ chúng ta tải về xong rồi thì chúng ta sẽ vào cái app. Đây. Thì em sẽ dời nó qua bên đây ha. Đây. Anh chị sẽ nhấp vào cái app bi giùm em ha, app Binance đấy. Trong cái app Binance này có rất nhiều cái mục. Chat bi là cái phần chúng ta nhắn tin. Quái lạch bi, cái này là cái phần cái ví nè. Đó. Đó anh chị ha, tức là trong một cái app Binance trong đó nó có rất nhiều mục. Có mục chat là nhắn tin nè, quái lạch bi nè, quý bi nè, random nè, rồi my.bi nè, blockchain bi nè, develop bi nè và KYC bi. Ở đây em nói thêm một chút nha. Nói thì phải nói những cái thông tin liên quan cho anh chị nắm luôn. KYC bi này nếu như anh chị nào mà chúng ta KYC bị treo á, hoặc là chúng ta lâu lâu á, chúng ta chưa được KYC, chúng ta thỉnh thoảng vào đây, có nhiều anh chị vào đây thì được KYC nha. Ở đây á là cái nick này của cháu em, thì em khai thác cách đây được khoảng chưa được tháng nữa, thì bây giờ họ đã báo là cho phép KYC rồi anh chị nha. Nhưng mà anh chị biết sao không? Cháu nó còn nhỏ quá, chưa đủ tuổi nên là em cũng chưa có KYC cho cháu. Còn của em á đào tới đây 2 năm mấy rồi chưa được KYC. Bây giờ chúng ta vào cho em cái mục là quái lạch chấm bi nha anh chị, nhớ chứng giữa nè, quái lạch chấm bi. Ở đây anh chị thấy nè, họ thông báo như thế này: tạo ví của bạn không nhấn nút quay lại cho đến khi bạn hoàn thành toàn bộ quá trình tạo ví mới. Về mặt kỹ thuật, về mặt kỹ thuật, ví của bạn có thể lưu trữ nhiều tài sản, hiện tại nó sẽ được cấp 100 test bi bởi vòi bi testnet để thử nghiệm. Khi bi network đạt đến giai đoạn 30 net, ví này có thể lưu trữ số bi thực của bạn. Tức là sao? Ở đây họ thông báo cho chúng ta là khi mà chúng ta tạo một cái ví này thì họ sẽ cho chúng ta 100 bi test. Bi test net này là bi thử, không có giá trị nha, để vừa cho chúng ta là giao dịch các ví và lại với nhau để chúng ta nắm được các thao tác, nó cũng như các ví khác đó anh chị, kiểu như vậy. Rồi đến khi mà mainnet mở thì chúng ta mới có thể lưu trữ cái đồng bi, mà bi là chúng ta KYC đấy, KYC thành công á. Ở đây nếu mà anh chị nào mà đã tạo ví rồi thì chúng ta nhấp vào cái mục là ví đã được tạo ha. Còn nếu mình chưa có ví thì anh chị vui lòng nhấp cho em cái dòng trên là tạo ví mới nè.
Cái này là em làm rất là chậm luôn anh chị ha, nên là anh chị xem cho kỹ giúp em ha. Tạo quý mới. Ở đây chúng ta chờ anh chị, đôi lúc bị lắc nha anh chị. Rồi tới đây, anh chị lấy cho em cái cuốn sổ nhật ký ra, ghi cho em là quý bi rơn sơ bi network, rồi ghi cho em cái cụm từ khóa để nè. Cái cụm từ khóa này anh chị thấy trên màn hình em, nhưng mà em che lại nha. Cái cụm từ khóa này đó là cái cụm từ khóa đăng nhập. Chúng ta có được cái cụm từ khóa này, chúng ta sẽ đăng nhập vào cái quý bất cứ ở nơi đâu, bất cứ thiết bị nào, và đặc biệt không cho ai biết cái cụm từ khóa này. Nếu họ biết là họ sẽ vào họ lấy hết bi của anh chị ha. Có hai loại cụm từ khóa. Một cái cụm từ khóa đăng nhập là cái cụm từ khóa thường, đó là cái cụm từ khóa này nè. Cụm từ khóa thường tức là chữ thường. Có còn một cụm từ khóa nữa là một cái địa chỉ công khai, đó là nó gồm chữ hoa và số. Cái cụm từ khóa công khai đó là nó hiển thị trên blockchain luôn, ai biết cũng được. Còn cái cụm chữ thường này là đặc biệt không cho ai biết. Nhớ rõ nha anh chị. Bây giờ này chúng ta ngừng lại, chúng ta có thể chụp màn hình. Nhưng mà anh chị chụp màn hình nhớ cho em nha. Thường thường á là ở dưới này nè. Ở dưới này nè. Nó sẽ có thêm một số từ nữa, nên là chúng ta phải kéo lên kéo xuống như thế này ha. Bây giờ lấy cuốn sổ ra ghi cho em từng chữ nè. Ghi từng chữ hàng chữ thường nè, ghi từng chữ khoảng cách nha, ghi cho rõ nha. Rồi sao chép ở nơi nào đó an toàn nha, để sau này mắc cái này là không có vào được ví nha anh chị. Không có, không ai có thể khôi phục cho anh chị đâu. Bây giờ em sẽ là lấy cuốn sổ ra em ghi nè. Sau khi em ghi chép vào cuốn sổ rồi, em kiểm tra lại từng nét chữ luôn là đúng hết. Đó thì sau đó ở đây anh chị sẽ thấy chúng ta nhấp vào cái mục sao chép đây giùm em một cái để anh chị, để lát chúng ta đăng nhập vào. Ở đây anh chị sẽ thấy nè. Tôi xác nhận rằng tôi đã lưu trữ cụm mật khẩu của mình một cách an toàn ở nơi khác. Cụm mật khẩu quý của bạn chỉ được tạo ngẫu nhiên trên điện thoại của bạn và không bao giờ được gửi đến máy chủ, tức là không ai có quyền kiểm soát cái cụm từ khóa này. Là ví không giám hộ, cụm mật khẩu quý của bạn chỉ có bạn mới có thể truy cập. Nếu bạn lưu trữ cụm mật khẩu của mình trong bộ nhớ an toàn của điện thoại, bạn có thể truy xuất nó sau này với sự chấp thuận của bạn. Nhớ anh chị ha, vào cuốn sổ nhật ký là chắc ăn nhất. Anh chị nhấp vào cái mục tôi đã lưu cụm mật khẩu của mình ha, nhấp vào đây. Ở đây bắt đầu họ kêu chúng ta sẽ mở nè. Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào để chúng ta mở cái ví bi. Thì ở đây chúng ta sẽ dán cái cụm từ hồi nãy mà chúng ta sao chép đó, hoặc là chúng ta nhìn vào cuốn sổ nhật ký chúng ta ghi lại từng nét nha. Anh chị làm xong, anh chị sẽ nhấp vào cái chữ là mở khóa với cụm mật khẩu ha. Tại sao em lại không làm cái mục là mở khóa bằng vân tay? Em muốn anh chị phải chú ý cái cụm từ khóa này để sau này chúng ta nhớ. Anh chị nhấp vào mở khóa với cụm mật khẩu nè. Anh chị mở đúng, nó sẽ ra, nó sẽ bước cho chúng ta vào cái bước này. Ở đây anh chị thấy, bắt đầu ở đây nè, địa chỉ ví của bạn, đây là danh tính của bạn trên blockchain khóa công khai. Cái cụm từ khóa này là ai biết cũng được, và khi người ta cần thiết người ta check cái cụm từ khóa này là sẽ ra cái quý của anh chị. Giao dịch bao nhiêu, chuyển bao nhiêu là biết hết. Hang, cái cụm từ khóa chữ hoa và số này nó không quan trọng, quan trọng là cái cụm chữ thường bằng tiếng Anh hồi nãy đó. Ở đây có hai loại, tùy chọn quyền riêng tư. Thì nếu mà anh chị để cái dòng trên á là người ta có thể tìm kiếm anh chị theo cái tên người dùng, còn nếu mà anh chị chọn ở dưới này thì người ta không thể tìm kiếm của anh chị ha. Em để trên. Ở đây anh chị nhớ nè, lưu ý tất cả các giao dịch đều được hiển thị công khai trên blockchain giống như bất kỳ blockchain công khai nào khác. Đó. Nhấp vào cái mục tiếp tục giùm em. Rồi, ở đây họ mới bắt đầu á là thông báo cho chúng ta là bật vân tay, thì anh chị có thể bật có thể không ha, nhưng mà ưu tiên nhất vẫn là cái cụm từ khóa thường. Em sẽ chọn xác nhận nè. Anh chị chờ nha, đôi lúc nó bị lắc nha anh chị. Rồi em sẽ thiết lập ha. Em nhấp vào một đống. Rồi ở đây anh chị sẽ thấy nè, nó có hai cái giao diện nha. Bitnet và Bitestnet, để em nói luôn. Bitestnet này, đây là cái bi thử nghiệm, không có giá trị. Nó kiểu giống như là CoinTestnet ngày xưa của chúng ta. Để tác dụng của nó làm gì? Tác dụng là để cho chúng ta giao dịch các quý qua lại với nhau, để chúng ta nắm rõ thao tác, quy trình. Thì ở trên đây là có cái cụm từ địa chỉ nè. Đây là cái địa cụm từ khóa công khai. Anh chị có thể sao chép để anh chị đưa cho người khác, để họ gửi cho anh chị Bitestnet qua. Đó. Ở đây thì chúng ta mặc định sẽ có được 100 Bitest để chúng ta thử nghiệm giao dịch ha. Rồi ở đây chúng ta có cái mục nhận. Nhận thì chúng ta nhận từ người khác, còn chúng ta gửi là chúng ta gửi qua người khác ha.
Rồi ở đây có cái mục cài đặt nữa. Thì anh chị có thể nhấp vào đây để chúng ta nhấp vào cấu chữ hiển thị này sẽ hiển thị cái cụm từ khóa đăng nhập của anh chị nha. Em không có nhấp vào. Rồi ở đây anh chị thông báo, lưu ý quan trọng, bi test không phải là bi thật khen. Đó, thì ở đây có nó có nè. Em được nhận 100 cái đồng bi test net, anh chị thấy lịch sử không? Bây giờ có cái mục di chuyển. Thì ở đây chúng ta nhấp vào sẽ không có. Cái điều quan trọng chúng ta nhớ nè, chúng ta nhấp vào cái chỗ là bi test test ở trên, nó sẽ hiển thị cho chúng ta là bi mainnet. Bi mainnet này là cái bi cơ sở chúng ta đào được. Bi cơ sở chúng ta đào được và chúng ta đã cây xe thành công thì chúng ta sẽ có nha. Khi mà chúng ta cây xe thành công và cái bi cơ sở của chúng ta đào được bao nhiêu thì nó sẽ chuyển về đây và nó nằm ở đây. Đó. Rồi, nằm ở đây xong thì chúng ta cần phải di chuyển nó qua mainnet chúng ta mới sử dụng được. Nếu như chúng ta thiết lập khóa 100% thì nó sẽ tự động bị khóa 100% luôn. Còn nếu như chúng ta khóa 50 thì chúng ta sẽ bị khóa, bị giam 50% cái đồng bi chúng ta đang có và chúng ta được mở 50 chúng ta sử dụng. Khi nào mà anh chị nào mà chúng ta được KYC xong á, bây giờ quý quý rồi, chúng ta nên vào cái mục là thiết lập cái chúng ta thiết lập cái thời gian khóa và cái số lượng khóa lại nha anh chị, để theo cái ý mình muốn nha. Thì cơ bản là như vậy thôi. Cái thứ nhất á, là anh chị khi tải cái quý bi về, một là phải lưu ý cho em cái cụm từ khóa đăng nhập bằng chữ tiếng Anh, chữ thường, ghi vào cuốn sổ nhật ký, cất giữ một cái nơi an toàn. Tại vì đó là cái cụm từ khóa bất di bất dịch, bảo mật, không được cho ai biết và không để mất. Nếu mất, sau này bi của chúng ta về ví, chúng ta sẽ không rút được. Tại vì chúng ta không có được cái mật khẩu để chúng ta đăng nhập vào. Không ai có thể mà cứu chúng ta được đâu. Còn cái cụm mà bằng tiếng Anh này và cái bằng chữ Hoa này nè và số này thì chúng ta địa chỉ biết công khai, ai biết cũng được. Và chúng ta muốn nhận từ người khác thì chúng ta phải sao chép cái cụm này để chúng ta đưa cho họ. Nó cũng như cái thẻ ATM vậy đó anh chị. Cái cụm chữ thường đó chính là cái mật khẩu 6 số của chúng ta để chúng ta vào cái cây ATM chúng ta nhập để chúng ta rút tiền. Còn mà chúng ta muốn nhận tiền từ người khác á, thì chúng ta có một cái dãy số khoảng 13 đến 14 số đúng không ạ? Thì chúng ta đưa cho bất kỳ ai, họ có cái đó họ sẽ chuyển tiền vào cái thẻ chúng ta. Năm nay như vậy. Rồi, em xin phép dừng video nha anh chị.